Ông chủ cắt tóc của gì ông chủ? Mày thích nha mày ta. Kiểu nào cũng được gì? Đùa lắm, hết Tết đến rồi. Ông chủ thích quả đầu chiến chiến hay là quả đầu hiền lành? Hiền lành mới là chiến chiến. Chiến chiến tí nhá. Vào việc luôn nha ông chú, ngủ đi. Ngủ say đi ông chú. Rồi. Dậy đi ông chú, hay xong đấy. Đấy quả đầu ông chú xong rồi đây, ông chú ngắm đây. Đây này ông chú nhìn vào đây này. Quay xung quanh nha ông chú, bây giờ đi đâu? Quay một vòng cho ông chú xem vợ. Đây này. Gái đây. Ông chú cúi đầu chưa? Ông chú có thấy ông Hoàng Phúc chưa? Bây giờ ông chú định đi đâu ấy? Đi về nhà. Ông chú đi về nhà làm gì? Mua rượu. Thôi. Ông chú có tiền giản chú tiền cắt tóc chưa? Dạ có. Đây lại bùm à? Bùm. Ông chú đùa ấy thật đấy? Thật. Lập đâu rồi? Giải quyết ông chú nên mày hỏi không? Giải quyết luôn. Ông chú trả tiền đi ông chú ơi. Thế bây giờ như nào? Tao không có tiền. Có cắt tóc mà không có tiền cũng sang gọi hôn thì đúng rồi, cho kiểu tóc môi cần xéo. Cắt xong bây giờ lại không có tiền. Cười trừ. Chú tự tìm trong quần ấy đúng không? Kéo cái áo lại bây giờ thì... Thôi.